dàn sao Việt có MV bị nhà đài chê như rác. Lời nhạc đến hình ảnh của Tờ Linh đều gây tranh cãi. Khán giả cho rằng Tờ Linh ngày càng đánh đố người nghe với cách hát thều thào, lướt chữ, dính chữ và không truyền tải được bất kỳ thông điệp rõ ràng nào với phần lời khó hiểu, sáo rỗng. Chi Pu phải lên tiếng xin lỗi, kế hoạch âm nhạc hoành tráng cũng toang theo. Một sản phẩm âm nhạc khi ra mắt nhận về những lời khen chê khác nhau là điều khá dễ hiểu, bởi mỗi khán giả lại có một gu thưởng thức riêng. Nhưng bị chính các nhà đài công khai chê nhạc như rác thì đúng là một trải nghiệm thật ê chề. Tờ Linh, ngày 12 tháng 3, Thời sự Hà Nội đã lên sóng một bản tin có tiêu đề Âm nhạc rác trên mạng xã hội và các khúc gậy yếu dấu của Em ơi của Tờ Linh đã được nhắc đến như một ví dụ điển hình. Sau đó, các fanpage lớn cũng đăng tải thông tin việc gậy yếu dấu của Em ơi bị gọi là nhạc rác. Nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự đồng tình bên dưới. Phần đông đều cho rằng bài hát này của mỹ nhân Gen Z có phần lời khá vô nghĩa, dung tục. Trong MV, Tờ Linh xuất hiện với tạo hình quyến rũ quá đà, nhưng trước MV lại không hề gắn nhãn 16 cộng hay 18 cộng. Thực ra không phải đợi đến lúc nhà đài chê bai mà mới xảy ra làn sóng tranh cãi. Ngay từ khi mới ra mắt, gậy yêu dấu của Em ơi đã nhận về nhiều nhận xét chẳng mấy tích cực. Dù vậy, MV vẫn thu về hàng triệu view và còn trở thành bài hát khá thịnh hành trên top. Chi Pu. Trước Tờ Linh, Chi Pu cũng từng được VTV dành tặng cho hai từ nhạc rác khi ra mắt hai MV Con dấu chủ quyền và Sashimi. Ở Con dấu chủ quyền, chiếc MV này bị cho là nông cạn, mập mờ như một bộ phim tình cảm táo bạo trốn văn phòng. Còn với MV Sashimi, nhiều nhà báo chuyên mảng âm nhạc đánh giá nó sao rỗng và không phù hợp chuẩn mực. Vốn chẳng được ủng hộ trên con đường âm nhạc, nên sau khi bị VTV chỉ điểm, Chi Pu lại càng hứng chịu nhiều chỉ trích hơn từ công chúng. Vừa tung hai sản phẩm đã hứng nhiều thị phi, nữ ca sĩ đã quyết định lên tiếng xin lỗi và cho dừng kế hoạch mỗi tháng ra một MV của mình. Sau màn comeback ồn ào đó, dân tình cũng chẳng còn thấy Chi Pu có hoạt động âm nhạc mới nữa. Bình Gòn. Bên cạnh Chi Pu, chương trình Góc nhìn văn hóa của VTV còn gọi tên ca sĩ Bình Gòn. Ca khúc Ông bà già tao lo hết của nam rapper chứa nhiều nội dung được nhận xét là độc hại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, đặc biệt là trẻ em. Đáng nói trước đó, VTV đã có hai lần phê phán sản phẩm âm nhạc của anh chàng là rác. Cùng với sự chỉ trích dữ dội của cư dân mạng, Bình Gòn sau đấy đã lên tiếng cho biết mình sẽ suy nghĩ lại để có thể tiết chế hơn trong các sản phẩm sau. Nam rapper còn cho ẩn đi những ca khúc gây tranh cãi như Ông bà già tao lo hết, trơn, bốc bắt họ. Phí Phương Anh. Phí Phương Anh cũng từng xuất hiện trong chương trình đối diện Dọn rác trên không gian mạng của VTV. Theo đó, MV đầu tay cắm sừng ai đừng cắm sừng em của Phí Phương Anh bị nhà đài bình luận là có ca từ nhảm nhí, dung tục. Ra đời cách đây vài tháng, ca khúc này đã có hơn 6 triệu lượt xem. Trên nền nhạc sôi động, thời thượng là những ca từ hết sức nhảm nhí, dung tục. Khác với Chi Pu hay Bình Gòn, cô Phí hoàn toàn phớt lờ điều này. Sau khi bị VTV điểm mặt chỉ tên, Phí Phương Anh vẫn hồn nhiên như chẳng có gì xảy ra. Mặc kệ tai tiếng, người đẹp vẫn tiếp tục cho ra mắt nhiều sản phẩm mới sau đó, dù phản hồi của khán giả đa phần là chê bai. Dẫu biết sẽ chẳng có tác phẩm nào đạt sự ủng hộ tuyệt đối, nhưng khi một bài hát vấp phải chỉ trích từ số đông, để một nhà đài phải lên tiếng thì thiết nghĩ các nghệ sĩ cũng cần lắng nghe và rút kinh nghiệm. Còn bạn, bạn nghĩ sao về các nhân vật trên và sản phẩm của họ? Cùng follow Đào Showbiz để đào sâu những vấn đề nóng hỏi ở Showbiz nhé!